Xin chào các bạn, mình là Bạch Dương. Hiện mình đang công tác tại Trung tâm Phong thủy Đông Phương Việt. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tử vi năm 2020, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trong năm 2020. Về sự nghiệp, trong năm 2020 này, sự nghiệp của bạn sẽ có phần ổn định, bạn sẽ sống một cuộc sống giải trí tương đối nhàn nhã, thức khuya để làm việc ngoài giờ sẽ khó xảy ra, công việc hàng ngày có thể dễ dàng và quen thuộc với bạn để giải quyết và bạn có thể làm việc đó với trình độ cao. Đối với người tuổi Thìn trong công chức, bạn cần suy nghĩ về cách nhận được khen thưởng và nắm bắt cơ hội. Dưới ảnh hưởng của những ngôi sao không may mắn, đồng nghiệp của bạn sẽ ghen tị với bạn và bạn cần giữ một thái độ điềm đạm để ngăn chặn những kẻ đố kỵ bạn. Về mặt tài lộc, may mắn cho tài lộc có thể nói chung với tuổi Bính Thìn. Mặc dù số tiền bạn kiếm được có hạn, bạn chỉ cần chi tiêu cho một vài vật phẩm đồ dùng vì bạn vẫn có thể xoay sở để hài hòa tài chính. Làm việc ngoài giờ, bạn có thể thực hiện một số cách quản lý đầu tư tài chính và bất động sản có thể là một lựa chọn tốt. Hãy nhớ rằng thị trường đầy rủi ro và thận trọng khi đầu tư và không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Đối với nữ, tốt hơn nên đeo vòng tay màu vàng để giúp mang lại phong thủy tốt. Về mặt tình cảm, tuổi Bính Thìn trong năm 2020 này sẽ rất được yêu thích. Nam giới có xu hướng may mắn hơn trong mối quan hệ yêu đương so với nữ giới, kết bạn nhiều hơn và tạo ra sự đột phá. Bầu trời không khí gia đình khá tốt, bạn sẽ không có mâu thuẫn nghiêm trọng với bạn đời hoặc con cái. Thay vào đó, bạn và bạn đời của bạn sẽ có một trái tim và một tâm trí để cùng nhau đối mặt với tất cả các loại vấn đề trong cuộc sống. Điều đáng chú ý là trong năm nay, tốt hơn hết bạn nên giữ thái độ trung lập trong các tranh chấp lợi ích và xung đột giữa những người thân. Về mặt sức khỏe có thể kém cho bạn trong năm 2020 này. Chức năng tiêu hóa sẽ kém hoặc thèm ăn do công việc bận rộn, do đó đòi hỏi bạn phải duy trì và điều tiết đúng cách. Tốt hơn hết bạn nên giữ chế độ ăn nhẹ và tránh xa thực phẩm nhiều dầu mỡ. Thứ hai, sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2020. Trong quan niệm của Phật giáo Ấn Độ, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng trong năm 2020 gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt và thuận lợi. Vì thế, việc dựng vợ, gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện được hanh thông, đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12. Sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên, người nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới hay bị đau máu huyết. Tuổi Bính Thìn 1976 nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8, khá giống với sao Thổ Tú. Người xưa có câu Thổ Tú Thủy Diệu tứ bát ai. Nhưng nếu xem xét kỹ thì đối với nam giới, việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Thứ ba, vận hạn tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2020. Trong năm 2020 này, tuổi Bính Thìn là 45 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu, không phạm hạn Thái Tuế, không phạm hạn Tam Tai. Tuy nhiên, phạm phải hạn tuổi Hoang Ốc, Tam Địa Sát. Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhơn do giai đắc bệnh. Ngoài ra, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng trong năm 2020 còn gặp hạn Huỳnh Tuyền. Hạn Huỳnh Tuyền chủ sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tuổi Bính Thìn 1976 nữ mạng trong năm 2020 gặp hạn Toán Tận. Những người có hạn Toán Tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc, của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc, thứ hai là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thứ tư, vận niên tuổi Bính Thìn 1976 trong năm 2020. Trong năm 2020 này, tuổi Bính Thìn gặp vận niên xà hãm tỉnh. Xà hãm tỉnh là rắn bị nhốt dưới đáy giếng. Năm nay để phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận, không nên đi cùng xe với người có hạn giống mình. Nếu biết kiên nhẫn chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong. Nhược bằng vội vàng hấp tấp sẽ dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh làm ăn nên giữ nguyên như cũ, hạn chế thay đổi, kiêng đi xa. Công danh không có gì mới nên làm theo hướng cũ, nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tình duyên bình thường, phòng nghi kỵ, khẩu thiệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Thạch Linh Channel nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.